Có lẽ bạn sẽ thắc mắc một chút là nút nguồn của LG G2 ở phía sau. Mỗi lần mà chúng ta tap hay mở màn hình thì sẽ phải sử dụng nút đằng sau. Có lẽ không cần phải vậy. Thì với tính năng mà LG quảng cáo đó là knock on, chúng ta chỉ cần gõ nhẹ lên màn hình hai lần như thế này để có thể mở hoặc là tắt màn hình như thế này, rất là dễ dàng. Các bạn có thể gõ ở cái điểm như thế này ở trên thanh thông báo, rồi bạn mở mà, đúng không ạ? Ngoài ra thì LG cũng trang bị thêm một số cái hiệu ứng tắt màn hình rất là hay như thế này, kiểu TV, tắt TV như kiểu như thế này. Lựa chọn. Ở đây thì tôi sẽ chọn kiểu TV giống như là điện thoại Nexus. Nếu như bạn đã quen với cách sử dụng các phím cảm ứng hay như phím sử dụng Back Home hay Menu ở trên những điện thoại trước đây, thì các bạn thấy rằng là mặc định chiếc điện thoại G2 có phím Back ở phía bên trái, phím Home ở giữa và phím lựa chọn Option ở bên phải. Thì với những điện thoại của hãng khác thì bạn thấy rằng nó cũng có thể ngược lại so với điện thoại của LG. Thì các bạn không phải lo lắng cái điều này. LG G2 là điện thoại đầu tiên trên thế giới hỗ trợ cho người dùng có thể tùy biến các cái vị trí phím bấm như thế này. Rất là tiện cho những ai mà có muốn thay đổi vị trí mà không phải muốn làm quen với cái cách bố trí phím mới, thuận tiện tay hơn cho mình. Ngoài ra thì không chỉ chỉnh sửa được vị trí thì người dùng còn có thể thay đổi, có thể thêm được một số cái phím nữa. Bây giờ chúng ta sẽ thử như thế này. Các bạn vào cài đặt, chọn phần hiển thị, chọn phần các phím cảm ứng phía trước. Thì như các bạn thấy ở đây, chúng ta có rất nhiều lựa chọn. Chẳng hạn thay đổi vị trí, thêm phím bấm. Chúng ta có thể thay đổi màu sắc của những phím này. Ở đây thì mình sẽ lựa chọn màu trắng. Các bạn có thể để trong suốt. Các bạn cũng có thể thêm phím nhanh, cái phím Quick Memo như thế này. Thì khi mà chúng ta bấm vào đây thì tính năng Quick Memo ghi chú nhanh ở trên màn hình của LG sẽ được mở ngay lập tức. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể thêm một cái phím nữa mà có lẽ mà mình thấy rằng nó tiện hơn, đó là cái phím ấn nhanh để mở thanh thông báo. Mỗi lần chúng ta bấm như này thì thay vì chúng ta phải trượt xuống như thế này thì bây giờ chúng ta chỉ cần bấm vào đây, nó sẽ hiển thị ra cái thanh thông báo cho chúng ta. Một tính năng nữa rất là hay đó là tính năng chế độ khách trên guest, trên G2, chế độ guest mode. Đây là tính năng mà điện thoại thông minh nào cũng cần thiết để bảo vệ điện thoại của chúng ta. Tính năng này sẽ giúp các bạn bảo vệ được thông tin cá nhân như là tin nhắn, thư viện hình ảnh hay là danh bạ hay là email, những cái thông tin rất là nhạy cảm mà chúng ta không muốn người khác có thể sử dụng khi mà họ mượn điện thoại của chúng ta. Và để sử dụng được tính năng này thì như các bạn thấy rằng là chúng ta phải tạo một cái tính năng khóa màn hình bằng hình vẽ. Cái này thì chúng ta đã quá quen thuộc, nếu chúng ta sử dụng điện thoại Android chúng ta sẽ tạo một cái hình khóa màn hình. Sau đó thì chúng ta có thể thiết lập chế độ khách. Chế độ khách này sẽ giúp chúng ta phân quyền sử dụng cho người khác. Khi mà người khác muốn sử dụng, chúng ta có thể thiết lập những cái ứng dụng nào chúng ta muốn họ sử dụng. Hay ví dụ như là chúng ta cho trẻ con chơi game, chúng ta chỉ thiết lập những trò chơi ở trên máy và cho chúng chơi. Cách bước thiết lập rất đơn giản thôi, các bạn vào phần cài đặt, các bạn chọn chung, các bạn chọn ở phần chế độ khách như thế này, các bạn tích V vào biểu tượng chế độ khách, các bạn vẽ một cái mẫu hình như ở đây thì mình đã vẽ một mẫu hình rồi như thế này, rất là đơn giản. Các bạn chú ý là cái mẫu hình này cũng phải khác với cả cái hình mà chúng ta mở khóa. Sau đó thì chúng ta bắt đầu thiết lập những cái ứng dụng mà chúng ta cho phép người khác sử dụng. Ở đây các bạn có thể tích tối đa là 30 ứng dụng. Thế này chúng ta không lựa chọn những cái phần gọi điện hay nghe nhạc hay là tin nhắn thì họ không thể sử dụng được. Bây giờ thì chúng ta sẽ demo thử chế độ khách như thế nào. Chúng ta tắt màn hình đi. Chúng ta mở lên, thay vì việc chúng ta phải mở cái hình như này thì chúng ta vẫn vẽ mở hình của chế độ khách. Thì các bạn thấy rằng ở chế độ khách như thế này thì người ta không thể làm gì được. Không thể gọi điện, không thể nhận tin, không thể mở thanh thông báo, mà người ta sẽ chỉ sử dụng những cái gì mà chúng ta cho phép họ sử dụng mà thôi. Còn nếu mà chúng ta muốn quay trở lại cái chế độ của chúng ta thì chúng ta cũng làm cái bước tương tự như vậy, nhưng mà chúng ta vẽ hình khóa khác như ở đây thì chúng ta đã quay trở lại chế độ ban đầu của chúng ta. Slide Aside là một tính năng mà LG đưa xuống cho G2 từ chiếc máy tính bảng G-Pad của mình. Tính năng này bình thường chúng ta thấy là khi sử dụng điện thoại thông minh thì thường chúng ta
cảm ứng đa điểm thường bằng hai ngón. Khác với cả máy tính bảng, chúng ta sáng tác được nhiều ngón hơn. Thì với tính năng slide and sign này, chúng ta có thể sử dụng ba ngón để có thể mở những cái ứng dụng trước đó các bạn đã sử dụng. Chẳng hạn như ở đây các bạn sử dụng một cái tính năng này, các bạn vuốt ba ngón tay về bên trái, các bạn làm như vậy, chúng ta có thể đóng ứng dụng rồi chúng ta chọn ứng dụng khác để chúng ta sử dụng. Thế này chúng ta có tối đa là ba ứng dụng, và nếu như các bạn muốn sử dụng lại những ứng dụng mà chúng ta vừa đóng thì các bạn vuốt ba ngón tay về bên phải như thế này và chúng ta có thể lựa chọn. Ngoài ra thì các bạn có thể đóng lại như thế này, đóng như toàn bộ. Tính năng pop, tính năng plug and pop là một tính năng thông minh khác mà LG học hỏi từ người sử dụng. Bình thường mà khi mà chúng ta gắn tai nghe vào trong máy thì chúng ta phải lựa chọn những cái phần mà chúng ta sẽ sử dụng tiếp theo. Thì LG đã đưa ra một tính năng rất là hay, đó là plug and pop. Khi mà chúng ta gắn một cái thiết tai nghe hay là cái cáp USB thì các bạn thấy ở đây là LG sẽ tự động đưa ra những cái lựa chọn cho chúng ta liên quan đến cái phần tai nghe này. Với tai nghe thì chúng ta có thể nghe nhạc, xem video, xem YouTube hay đàm thoại, thì LG sẽ tự động bật lên những cái này cho chúng ta để chúng ta có thể lựa chọn rất là hiệu quả, rất là tiện. Ở đây thì khi mà gắn tai nghe vào thì mình có thể bật ngay phần nghe nhạc và có thể nghe ngay được. Tính năng Capture Plus and Clip Tray là hai tính năng mới có ở trên G2. Với Capture Plus thì đây là một tính năng dành cho những ai mà muốn lưu trữ thông tin toàn bộ trong web bằng hình ảnh, thay vì việc là chúng ta phải ấn phím Power và phím Volume xuống để chụp từng cái màn hình một, thì dưới đây với tính năng Capture Plus này thì chúng ta sẽ lưu toàn bộ trang web thông tin vào chỉ một hình ảnh mà thôi. Các bạn vào trang web như thế này, các bạn lựa chọn ở đây chụp ảnh nâng cao hay gọi là Capture Plus, thì các bạn thấy rằng máy sẽ xử lý. Và sau đó thì các bạn thấy rằng chúng ta cũng có thể lựa chọn được cái khoản mà chúng ta muốn copy, lưu lại. Chúng ta có thể lưu tất ở đây. Sau đó thì chúng ta có thể xem ở trong thư viện hình ảnh chúng ta vừa lưu. Thì các bạn thấy rằng là toàn bộ thông tin trang web đã được lưu lại ở đây, toàn bộ luôn. Rất là hay. Và chúng ta có thể sử dụng những cái nguồn ảnh này để chúng ta có thể làm báo cáo hay là những cái thông tin cần thiết, hay gửi trong email cho bạn bè. Clip tray thì sao? Clip tray thay vì bạn bây giờ chúng ta thay vì phải copy từng mục và paste vào trong cái phần mà chúng ta muốn gửi đi, thì bây giờ các bạn có thể copy rất nhiều mục cùng một lúc, sau đó thì các bạn có thể paste ra cái phần mà chúng ta muốn gửi đi. Bây giờ tôi sẽ ví dụ cho các bạn. Các bạn có thể copy có một hình ảnh như thế này, các bạn muốn copy, các bạn có thể copy rất nhiều đoạn tự. Này. Bây giờ thì chúng ta sẽ thử demo cái tính năng clip tray. Bây giờ thay vì việc là chúng ta phải dán từng cái như thế này, nếu mà chúng ta dán như thế này thì chúng ta sẽ chỉ được một cái thôi, đúng không ạ? Chúng ta không thể có cái dán tiếp theo khác được. Đó. Nhưng với tính năng clip tray thì các bạn có thể làm hơn như thế. Đó là gì ạ? Các bạn có thể lựa chọn những cái mục các bạn vừa copy vào như thế này. Rất là hay và rất là tiện ích cho chúng ta. Các bạn có thể lựa chọn một hình khác. Rất là hay và thú vị. G2 cũng được LG nâng cấp tính năng Quick Remote. Đó là tính năng điều khiển các thiết bị gia dụng trong gia đình, và tính năng Quick Translator từ G Pro. Với tính năng điều khiển Quick Remote thì các bạn không chỉ điều khiển những thiết bị trong gia đình đã được LG lập trình sẵn, mà giờ đây thì với tính năng Quick Remote thì LG còn cho phép chúng ta giúp chiếc điện thoại G2 trở thành một cái thiết bị có thể học được điều khiển những cái thiết bị mà không có trong danh sách của LG. Ví dụ như thế này. Các bạn vào phần Quick Remote, các bạn lựa chọn một phím cộng ở đây, phím từ xa, phím từ xa tạo điều khiển từ xa, các bạn đặt tên cho cái điều khiển mới đó. Các bạn lựa chọn những cái phím mà các bạn muốn tạo cho cái điều khiển mới này, phím tắt bật này, phím home này, phím quay trở lại này, hay là những cái phím như là phím bật, phím dừng, phím điều hướng, rất nhiều phím các bạn có thể lựa chọn.
và chúng ta sẽ bắt đầu cho điều khiển họng bằng cách như thế nào. Đó là khi mà chúng ta lựa chọn ở đây, chúng ta bấm vào đây và giữ cho điều khiển hai cánh giống với nhau qua cổng ngoài như thế này. Đó, đã học xong. Bây giờ đến phím tiếp theo là phím home. Thì các bạn cũng có thể làm như thế này. Phím mà học rất là nhanh, phím back. Đó, thì các bạn thấy rằng là với tính năng học điều khiển như thế này thì tính năng thiết bị remote của chúng ta G2 đã trở lên hoàn hảo thành một thiết bị điều khiển toàn bộ những thiết bị trong gia đình như là TV, điều hòa hay là máy chiếu, những thiết bị mà có cổng hồng ngoại. Tính năng Quick Translator thì đã được LG tích hợp lần đầu tiên ở trên điện thoại L9. Những điện thoại sau này như L7 hay cao cấp hơn như G Pro thì cũng được tích hợp. Đó là tính năng mà chúng ta có thể sử dụng máy ảnh để có thể dịch nhanh ngôn ngữ. Vậy thì G2 được cải thiện như thế nào? Đó là G2 giờ đây đã có thể trang bị tính năng dịch bằng ngôn ngữ. Thay vì việc bằng dịch bằng hình ảnh như thế này, chúng ta có thể dịch từ từng từ và từng dòng đoạn văn thông qua hình ảnh rất là dễ dàng. Thì giờ đây chúng ta có thể dịch nhanh ngôn ngữ bằng tiếng nói của chúng ta. Các bạn có thể lựa chọn ở đây những cái từ mà chúng ta sẽ nói và ngôn ngữ chúng ta muốn dịch. Ở đây thì mình sẽ sử dụng ngôn ngữ từ Anh sang tiếng Hàn, chẳng hạn như khi bạn đi du lịch Hàn Quốc chẳng hạn, thì bây giờ chúng ta không cần từ điển, chúng ta sẽ có thể nói những cái câu đơn giản để giúp chúng ta có thể thuận tiện hơn khi du lịch. Bây giờ mình sẽ demo thử cho các bạn một cái câu. Could you show me the way to LG office? Các bạn thấy rằng đây là một tính năng rất là tiện dành cho những ai mà hay đi du lịch mà chúng ta không cần phải tới những sử dụng những tiếng điển hay là phiên dịch viên nữa. Tính năng rất hay. Tính năng hỗ trợ của dịch ngôn ngữ này thì sẽ hỗ trợ bằng hình ảnh hơn 40 ngôn ngữ, còn hỗ trợ bằng giọng nói là khoảng 26 ngôn ngữ. Ngoài ra thì giống như G Pro thì LG cũng vẫn trang bị tính năng Kim Slide, một tính năng rất là tiện, một trải nghiệm đa nghiệm thực sự. Thì các bạn thấy rằng là chúng ta có thể vừa lướt web, vừa gọi điện, hay là chúng ta có thể vừa lướt web, vừa nhắn tin. Thật sự là đa nhiệm như thế này. Chúng ta có thể xem video. Khác với cả phiên bản G Pro thì chúng ta thấy rằng là sản phẩm của chúng ta G2 đã có thêm nhiều cái ứng dụng hỗ trợ tính năng Kim Slide. Đó là bình thường chúng ta chỉ có lướt web, xem video, lịch, máy tính, ghi nhớ. Thì bây giờ thì LG đã trang bị thêm rất nhiều cái tính năng có hỗ trợ cái Kim Slide này. Chẳng hạn như ở đây các bạn thấy rằng là có hỗ trợ cả điện thoại, nhắn tin, thư điện tử, quản lý tài liệu và một tính năng mới, đó là tính năng Voice Mate. Đây là một tính năng mà LG tích hợp cho người dùng giống như một tính năng trợ lý điện tử. Các bạn có thể yêu cầu máy làm cho các bạn cái điều gì đó thông qua giọng nói, ví dụ như thế này. Các bạn có thể sử dụng nhanh tính năng này bằng cách là hình ảnh vuốt ở đây, chúng ta mở ra weather. Khi thông tin từ máy chủ mà trả lời thì chúng ta sẽ đáp án rất là nhanh. LG G2 thì cũng được trang bị một tính năng rất là thông minh. Khi mà có cuộc gọi đến, bây giờ chúng ta không cần phải chạm tay vào để trả lời gọi nữa, mà chúng ta chỉ cần đưa điện thoại lên tai và chúng ta nghe thì G2 sẽ tự động tắt chuông và nhận diện đây là cuộc gọi đến. Đây là tính năng Answer Me. G2 khi bán ra thì được kèm phụ kiện rất là hay, đó là bao da Quick Window. Theo LG thì bao da này có giá 1.8 triệu. Khác với bao da S View thì chỉ hiển thị được giờ, thì bao da Quick Window của LG làm tốt hơn rất là nhiều. Ngoài việc hiển thị giờ ra thì còn có thể hiển thị được cuộc gọi điện thoại tới, các bạn có thể trả lời cuộc gọi hay từ chối cuộc gọi ngay từ màn hình ngoài, không cần phải mở ra. Ngoài ra thì còn có thể hiển thị được thông tin về tin nhắn cho bạn biết là tin nhắn mới, dĩ nhiên là không xem được. Có thể hiển thị được thông tin thời tiết như thế này, rất là tuyệt. Chúng ta không cần phải mở máy, có thể nghe nhạc ngay từ màn hình ngoài. Chúng ta có thể điều khiển
Ngoài ra thì LG thiết kế rất là nhiều cái mẫu đồng hồ rất là đẹp như thế này để chúng ta có thể thay đổi lựa chọn khi mà chúng ta xem giờ. Thì đây có thể coi là một phụ kiện rất thông minh, ngoài việc bảo vệ chiếc điện thoại chúng ta thì sẽ rất là tiện cho chúng ta khi mà sử dụng điện thoại G2. Sản phẩm bao da này sẽ có hai màu trắng và màu xanh đen như thế này. LG G2 với thiết kế đột phá với phụ kiện phía sau cùng với cái công nghệ phần cứng rất là mạnh mẽ như là chip điện tử Snapdragon 826GB điện tử, bộ nhớ RAM 2GB, bộ nhớ 32GB, máy ảnh chống lão quang học, tổng dung lên tới 3MP màn hình Full HD IPS 5.2 inch. Thì các bạn thấy rằng đây là một sản phẩm rất là tuyệt vời cùng mức giá bán rất là cạnh tranh. Sản phẩm G2 có mức giá bán như tôi biết là 14 triệu, khoảng tầm 14 triệu một chút. G2 xứng đáng là đối thủ của những sản phẩm cao cấp khác hiện nay ở trên thị trường. Và đây thực sự là một siêu phẩm điện thoại. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp các bạn ở những sản phẩm tiếp theo của LG Mobile. Xin cảm ơn.